Hello, cứ thứ hai hàng tuần bọn mình phải test COVID đây. Ok, vì đây là tiệc chia tay của anh mình, cho nên là hôm nay tụi mình có gọi là xúc xích ăn với khoai tây nghiền, bít tết và một món nữa, đó là bánh mì pate. Đối với cá nhân mình thấy thì mình thích bia ở đây hơn, bia nó rất là tươi và đặc sắc hơn là với những quán bia Mỹ khác tại Viên Chăn. Tuy nhiên thì đồ ăn của nó thì mình không thích cho lắm mọi người. Chắc là mình không phải là fan của đồ Tây ấy. Tuy nhiên thì phải nói là không gian của quán là một điểm cộng vô cùng lớn luôn, tại vì không gian vô cùng ấm áp và gần gũi. Nếu như có dịp ở Viên Chăn thì mọi người phải nhất định tới thử quán Trúc Đi một lần nha, mình sẽ để địa chỉ trên Facebook cho mọi người. Rồi tới công chuyện, thì dù có nhậu bao nhiêu đi chăng nữa thì sáng hôm nay mình cũng phải dậy từ 7 giờ sáng để mà đi học lái xe á mọi người, tại vì mình sắp thi rồi, mình chỉ còn học 3 tiếng nữa thôi là phải đi thi rồi đó. Rồi dù sao thì cũng phải cố gắng thôi. Theo như thông tin mình tìm hiểu thì như ở Việt Nam để thi bằng lái ô tô rất là mắc và rất là tốn thời gian, trong khi ở bên Lào á việc lái ô tô là một việc hết sức phổ biến luôn và phổ thông, cho nên là việc thi bằng nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Ok, đây là cái điểm B1 là điểm khởi đầu của cái vòng thi nha mọi người. Sau đó là mình sẽ dừng ngay cái chỗ B2 kia và tiếp tục cuộc hành trình này. Đây, mình sẽ bắt đầu ở cái điểm này, đi theo B2 nha mọi người. Sau đó sẽ đúng thứ tự là B3 này, Uyoye vào cái chỗ này này, cái chỗ trong này này, đó. Xong rồi đi lên cầu, đi theo cái B3, B4, B5, B6, B7 đến B10 là ngay cái khúc bên này là hoàn tất chu trình. Sau khi dê xong mình sẽ lên cầu sau đó là mình đi hình chữ, xin nữa mình sẽ đi cho mọi người. Đây, mọi người sẽ phải như thế này, cua thẳng vào đây, bánh hết tay lái qua bên trái, sau đó mình sẽ dê vào đây, rồi mình cua qua bên phải cho nó thẳng là mình dê tiếp. Bây giờ mình sẽ đi qua cầu nha. Bây giờ mình sẽ vào B5, đường chữ Z nha mọi người. Sau khi đường chữ Z thì mình sẽ qua B6 là đường chữ S. Rồi sau đó mình đổ, mình dê xe ở chỗ B7, mình đi ra ngoài là dừng xe ở đèn xe đèn đỏ là B9. Và dừng thêm một đèn xe đèn đỏ nữa là B10. Dừng ở đó là coi như kết thúc chương trình thi. Một khóa học ở bên này á, là phải hết 15 tiếng và mọi người sẽ phải trả phí là 2 triệu rưỡi cho một khóa học. Miễn học bao nhiêu cũng được, miễn hết 15 tiếng thì thông thường tụi mình hay học vào cuối tuần và cố gắng là học 2 tiếng trong một tuần, cho nên nó cũng khá là nặng. Sau khi học xong thì đến buổi chiều mình đã ghé Cafe Naked để học bài này mọi người. Tại vì theo như lịch đó là mình cũng học gần xong rồi, chỉ còn có một tiếng nữa thôi thì thầy đã cho mình thi vào ngày thứ năm, cho nên là buộc mình phải cố gắng học vào cuối tuần. Cái không gian của quán điểm cộng nó rất là thoáng luôn và yên tĩnh, rất thích hợp để học bài. Giờ là 12:30 rồi, ngày 21 2. Mà mình giờ mới ăn trưa này mọi người, mình gọi cái này là bạch thái. Và một loại nước smoothie thì đó cơ thể giúp thải độc đó mọi người. Nước uống ở đây dao động từ 20 tới 35 ngàn, còn đồ ăn thì dao động từ 20 cho tới 60-70 ngàn. Naked là có rất nhiều chi nhánh mà chi nhánh nào cũng rất là xinh luôn đó mọi người. Đây là cái quán mình cảm thấy là vô cùng độc bản chất, văn hóa Lào. Đó là những ngày cuối tuần của mình và hôm nay là thứ hai, mình phải đi làm bình thường. Và mình mới phát hiện ra có một cái mini mart Big Tree bên trong có Tree Coop hãng cà phê mới này mọi người. Và mình không ngờ rằng là mình đi trong cái trạng thái rất là mớ ngủ. Người ta mới nói cho mình là mình được mua một tặng một hồ đá mén nữa, mình còn không lấy luôn á. Đến hồi sau mình mới phát hiện ra là ok lấy chứ, trời ơi mua một tặng một mà. Có chán tôi không cơ chứ. À, hôm nay mình có mua hai loại cherry của từ một em đồng nghiệp của mình nó bán á mọi người. Thì một loại là bổ sung vitamin từ trái cây và một loại là giúp ngủ ngon. Thì mình cũng đang muốn mua thử xem nó như thế nào. Trời đất ơi, một túi của nó được 5 gói mọi người. Mà giá của cái hộp này là 138.000 kip. Mua một tặng một, mình chọn thêm cái loại dâu cà chua gì nữa, loại màu hồng á, cũng không biết là gì. Thì kể ra là có 10 gói, 138.000 kiếp, kể ra 13.800 một gói đó mọi người. Không biết cái này uống có tác dụng ngủ ngon không? Hay, mắc quá. Cuối cùng này mình cũng tới, hôm nay mình đến lịch phải đi thi lái xe rồi này mọi người. Mà ở bên này á, nữ có mặc quần dài đi vô cơ quan nhà nước người ta không cho đâu nha. Bắt buộc phải mặc váy Lào đó mọi người và áo sơ mi lịch sự. Rít. Mình đã tới trường sát hạch rồi đây. Thì trời ơi, hành trình đi thi phải nói là vất vả lắm luôn. Mình phải dậy từ 5 giờ sáng, sau đó lái xe máy đến chỗ trường lái, sau đó đi cùng cái tốp thầy giáo và các bạn thi cùng với mình á đến cái trường sát hạch. Mà từ cái chỗ trường lái đến cái chỗ trường sát hạch này nè là phải mất 1 tiếng đồng hồ đi xe ô tô á mọi người, xa khủng khiếp luôn.
Kể ra công đoạn học thì vui cho đến khi đi thi vô cùng vất vả. Mà đến khúc này vẫn còn run nha mọi người, tại vì tối hôm qua là mình học lý thuyết tới 12 giờ luôn á, sau đó sáng nay thì phải 5 giờ là phải dậy rồi. Đây, và đây là cái khung cảnh mà thầy giáo đang hướng dẫn về cái quy trình đi mới cho bọn mình đó mọi người. Ở trường lái với lại cái chỗ mà mình học á, nó khá là khác nhau đó, tại vì ở trường lái nó rộng hơn, cho nên là nhiều khi mọi người mới tập thì sẽ không biết canh xe đâu. Trên đường đi thầy cứ nhắc đi nhắc lại tụi mình là phải ôn bài đi, học bài đi chứ khó. À, mình được phát số rồi nè mọi người. Một điều khó khăn khi mà học bên này đó là khi phát số thì phải nhìn chữ bằng tiếng La, cho nên tốt nhất người ta có số thứ tự của mình là 21, thầy đã dặn từ ban đầu rồi á. Thì khi vô đó mình cứ nói là số 21 sau S là người ta sẽ phát số cho mình nha. Tên tên tên, mình đã thi lý thuyết xong rồi, mình chỉ sai có 1 câu trên 25 câu thôi, đậu nha mọi người ơi. Bây giờ mình đang chờ để mà chuẩn bị thi thực hành. Hay run quá trời quá đất, nhưng mà ít ra thi xong lý thuyết là cũng mừng được 50% rồi. Đây, đây chính là chân dung cái xe mà mình sẽ phải thi thực hành đó mọi người. Trời ơi, cái khúc này á, khi mà nguyên thầy giáo gọi là số 21 thi đầu tiên và cái xe đầu tiên mà mình quay cho mọi người đó, mình không có nghe gì hết trơn á. Tự nhiên cái khúc đó lơ đỉnh không nghe hiểu, cái là mọi người giục mình quá trời luôn, mình phải lật đật chạy ra và leo lên xe ngay lập tức trời. Ta nói chuyện tâm linh không đùa được đâu, mém tí là rớt rồi. A hi hi, mình đậu rồi mọi người ơi. Thì thật ra là cái đoạn đó mình có gặp trục trặc một xíu và cái cần gạt số nó hơi cứng, và với lại là cái đường nó rộng hơn cho nên là mình không có canh dê xe vào. Nhưng mà may quá người ta cũng bỏ qua cho mình đó mọi người, mừng hết lớn luôn. Kể ra đi học tự tin bao nhiêu nhưng mà vô thi là nó tụt hết cái mức tự tin luôn rồi mọi người. Nhưng mà thôi không sao, thì mình cũng đã đậu rồi và mình đã lấy bằng luôn rồi. Yeah, bây giờ mình đã có bằng lái rồi mọi người ơi, ăn mừng thôi, ăn mừng thôi. Bây giờ là mình đang đi theo thầy giáo về nhà nè. Về nhà là phải đắp một tuyết vitamin vào lấy lại tinh thần liền. Rồi mình vẫn phải đi làm đó mọi người. Tối thì vì đi làm về trễ và giải quyết công việc trong ngày, cho nên là mình mua hủ tiếu về ăn cho.